Đó là phân công ta, phân công ta đã chụp được tôm, đã chụp được màu rồi. Cái màu đầu tiên của em. Con gì đây? Con gì đây anh? Con gì đây? Đồ. Con gì có xì xì đi. Chích quạt à? Con gì đây? Đồ các bạn nè nghe. Con gì đây? Chìm dưới nước hả? Đi không? Quốc à? Cho xem cái đào con ha. Hứng vô cái biển á, thằng chó ăn cái màu. Con chi đi. Để chân ngắn, để nghe này. Thẳng thẳng chứ mà thẳng rồi. Ừ, lâu lâu đi, chó ăn mà cái lâu lên. Con chi đi, ra không biết con chi đi. Rồi đi sang tiếp đi. Thằng chó ăn ấy. Tụi cua con chi nã, dưới cái đào lên. Dính đầu con chi nãy mới bò là bột cắt mà là gặp bột. Các bạn nè. Đó cái đầu. À con lên hơi. Ô quá buồn. Rồi. À phân ông ta. Vô cử cái anh. Tôm lại bắt được màu thứ hai. Câu lửa. À câu chữ chết. Đứng đi nó đứng vô nó để ra đem coi ta. Ta, biểu hiện đi, biểu cáo đi. Cái lộ chim sông màu. Bắt hai. Chết mẹ mày rồi cầu lửa ơi. Đi mẹ mày. Khắc khà. À, quay. Được còn. Còn bây giờ. Đúng không? Rồi. Tôi cứ thế mà quay đi vô. Được rồi, đứa đây. Tôm. Bắt hai.